tay kéo đến che phước căn phước bầu trời đó cô chú chị. Bay vào càng ngày càng mây bay vào gần phân nửa bầu trời rồi đó quý vị. Nó hiện nay thì tất cả các cái đám mây đang bay vào che gần phước nửa cái phần bầu trời đó nghe của chú chị. Hiện nay các đám mây đang bay vào che phút cái bầu trời. Hôm nay thì giờ tầm khoảng là 12 giờ mấy đó quý vị ơi. Đây cái đám mây bây giờ đang bay kéo là gần bầu trời, gần đến một phần bầu trời đó quý vị. Đây hiện giờ có mấy cái đám mây đang bay gần vào bầu trời. Đám mây cũng rất là lạ đúng không vậy, bay gần bầu trời có chiếu hồ quang và sáng rất là sáng đúng không vậy. Đây là hiện nay thì tất cả các cây đám mây bao gần xung quanh bầu trời đó quý chú chị, rất là đậm đen và chiếu hồ quang quý vị. Thì đây là phía dưới mặt đường, đây là bông hoa rồi đây, đây là phía trên bầu trời. À, có những cái làn mây đang bay vào mặt trời luôn rồi nè quý vị ơi. Có những cái làn mây bay gần đến mặt trời rất là đẹp, tỏ hào quang ra rất sáng đó quý vị. À, có những cái đám mây bay gần bầu trời tỏ rất là sáng. Tiếp tục thì rất là đậm đen chiếu hồ quang quý vị. Càng ngày càng đậm đen mà còn sáng xung quanh chiếu tỏ hồ quang ra. Thấy. Kính thưa cô chú chị, hôm nay là ngày 22 tháng 7 âm lịch năm 2023 vào tầm khoảng 12 giờ. Thì video trước là kênh YouTube Nhân Đăng Châu đã đăng là tầm khoảng 10 giờ dưỡng. Thì đến nay là giờ phút này là đến khoảng tầm 12 giờ đó cô chú chị. Thì trên bầu trời có xuất hiện là một cái hiện tượng lạ, đó là trên bầu trời chiếu ánh hào quang rất là sáng đó cô chú chị. Rất là xung quanh rất là sáng và bên đây thì có những cái làn mây rất là lạ luôn nghe cô chú chị. Đây xung quanh bầu trời có những cái làn mây bay rất là lạ ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là kênh YouTube Nhân Đăng Châu đang đứng ngoài nắng, đây là phía dưới mặt đường, đây là phía dưới mặt đường mình đó cô chú chị. Thì đây là phía trên, đây là bầu trời, đây là một cái đám mây. À, một cái đám mây bay vào phía mặt trời luôn rồi kìa. Dạ. Giờ này tầm khoảng 12 giờ đúng không vậy? Thì giờ này là đậm đen, bầu trời đậm đen là chiếu hồ quang sát rất là sáng đấy quý chị. Rồi bên đây có những cái đám mây rất là lạ. Rất là đẹp quý chú chị. Hồi nãy không có đậm. Rồi bây giờ là một cái hiện tượng lạ là quá đậm đen rồi chiếu hồ quang cô chú anh chị. Đây là chạy qua xem luôn nè. Rồi. Nói là tới rồi mà đậm đen gì ơi. Hồi nãy thì cái màu nó lợt nhưng mà bây giờ đậm đen nữa đó cô chú anh chị, chiếu hồ quang luôn. Quay đi qua đây.
Nè bên đây cũng không biết cái hiện tượng gì mà bên đây có một cái làng mây bay rất là đẹp nha quý vị. Đây là bên đây mây mây bay mà tổ trắng ra quá nè. Này sắp về gì nữa hay gì nè. Đây là phía dưới mặt đường. Đây là phía dưới mặt đường này của chính trị. Đây là mình quay lên trên. Chiếu hồ quang của chú chị. Giờ mình quay đây là cái cảnh là giờ này 11 giờ mấy rồi. Ngày tầm khoảng 11 giờ mấy quý vị. Rồi lúc hồi nãy quay tầm khoảng 10 giờ mấy thì chưa có đậm đen, mà bây giờ thì tầm khoảng 11 giờ mấy gần 12 giờ thì đậm đen xung quanh bầu trời nha quý vị. Rồi, chiếu hồ quang hết trơn nè quý vị ơi. Đây là phía dưới mặt đường nè. Đây bên đây là cây. Bên đây có một cái đám mây rất là lạ nữa nè. Đây là một cái đám mây tủa trắng ra xung quanh bầu trời chiếu hào quang. Đúng rồi. Có án hay chim phụ hoàng. Chắc là đẹp cô chú chị em. Đây là xung quanh bầu trời á quý vị. Giờ này tầm khoảng 11 giờ mấy. Giờ này tầm khoảng 11 giờ mấy ngày 22 tháng 7 âm lịch năm 2023. Ở bên này có một cái đà làng mây bay rất là lạ nha quý vị. Đây cái đám mây bây giờ đang bay kéo lại gần bầu trời, gần đến một phần bầu trời đó quý vị. Đây hiện giờ có mấy cái đám mây là đang bay gần vào bầu trời. Có những cái đám mây cũng rất là lạ nha quý vị, bay gần bầu trời tỏ chiếu hào quang ra sáng rất là sáng đó quý vị. Trên bầu trời có một cái hiện tượng lạ chiếu hào quang xung quanh bầu trời. Đây là một cái quầng đen chắc là lớn rồi của chú anh chị.